Em Khởi xin kính chào quý anh chị và quý khách hàng đã và đang theo dõi kênh của em. Quý anh chị và các bạn xem video của em, quý anh chị và các bạn cho em xin một like, một đăng ký kênh của em. Hôm nay thì em lên sóng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe model Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2012. Động cơ máy là 1.5 được mang sơn xi màu bạc, mang biển số 89A00973. Xe được trang bị theo xe như đèn gầm, rồi la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, trong một cứng chống trơn trượt trên cả bốn bánh. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cụm xòe, túi khí an toàn, màn hình cam lùi. Em này có được trang bị thêm cả cam hành trình tích hợp trên gương. Với mức giá bên em đang chào bán là 268 triệu đồng. 268 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và quý khách hàng. Quý anh chị và các bạn nào quan tâm, quý anh chị và các bạn gọi ngay cho em qua số điện thoại là 0962 223 111 để gặp trực tiếp em. Hoặc quý anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Chiếc xe này vẫn còn được trang bị chân lỉ đã, chân lỉ nguyên bản theo xe, ghế da thì còn rất là đẹp. Túi khí an toàn, màn hình cam lùi, cam hành trình tích hợp trên gương đây ạ. Đây ạ. Xe rất là đẹp, xe thì không lỗi, thân vỏ, zin máy móc chất, với mức giá 268 triệu đồng thôi. Quý anh chị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp, quý anh chị và các bạn đến cửa hàng bên em đặt ngay cạnh trạm thu phí số 1 quốc lộ 5, địa phận Hưng Yên, là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ để xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Xe rất là đẹp luôn, cực kỳ chắc chắn. Những cái mẫu xe đời 2012-2013 để thân vỏ cực kỳ dày dặn luôn, ốc bản lề đấy ạ, rồi tem mác được sản xuất xuất ạ, tất cả đều nguyên zin hết, thân vỏ zin, máy móc cực kỳ là chất rồi, rất đẹp. Nội thất thì tươi mới, ghế da còn như là mới luôn, ghế da rất là đẹp luôn ạ, căng ạ, rất là mới, không có bẩn, khoang xe rất là rộng rãi sạch sẽ. Giá chỉ ngoài 268 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc rồi. Xe đã kéo chỉ xin hết luôn, cua lốp đã rất đẹp luôn, không có một món ăn gì cả. Là răng đúc kết hợp phanh đĩa, phanh ABS trên cả bốn bánh luôn. Bản S xịn mới có nhá, limo dâng lưng không có đâu ạ. Còn cốp đấy ạ, rất là sạch sẽ, xe không có chở đồ chở đạc gì nên là rất là sạch, không có xước xác gì mới, rất đẹp đấy ạ, rất sạch. Còn đây là lắp ga cốp đấy ạ, kéo chỉ zin hết luôn. Một mẫu Toyota Vios bản E xịn, không phải limo lông, rất là đẹp đấy, nguyên bản hết đấy. Đóng mở đây, rất nhẹ nhàng. Còn đây là phần gầm của em nó đấy ạ, 22 nhưng gầm cực kỳ là đẹp, lúc nguyên ạ, rất là lành, rất hiền luôn, không có dữ dằn gì, không ăn sắt, gầm rất là chắc luôn, rất đẹp luôn. Bên hậu đấy ạ, còn rất là đẹp, sáng choang, cái lốp bên phụ đấy, rất đẹp đấy. Thật đấy, tạp đi đây, rất đẹp, sửa sang thì nó mới, tạp đi rất là đẹp, kéo chỉ đây, nguyên bản hết đấy, đóng mở rất nhẹ nhàng. Đây rồi. Kéo chỉ không mất một phân, bên em bán hàng có bao trích thợ, trích hãng, trích gara toàn quốc luôn nhé, tất cả free. Quý anh chị và các bạn chỉ mất tiền khi nào quý anh chị và các bạn bỏ tiền ra mua xe thôi, còn ngoài còn hoàn toàn những cái tiền chi phí đó hoàn toàn là free hết. Tạp lô đấy, rất là đẹp. Với 268 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2012, một mẫu xe quốc dân của Việt Nam, mang thương hiệu Nhật Bản, cực kỳ là đẹp. Một cái mẫu xe vừa đi làm vừa đi chơi, đi thì cực kỳ là tiết kiệm, lồi đồng cối đá đi mãi không hỏng, mười mấy năm rồi xe còn rất là đẹp luôn.
mức giá chỉ 268 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc rồi. Bây giờ thì em mời quý anh chị và các bạn cùng em trong xe kiểm tra những trang thiết bị mà xe được trang bị xem nó có hoạt động bình thường lái không. Quang lái đấy ạ, vô lăng còn rất là đẹp luôn, vô lăng rất là đẹp. Để phát lổ luôn này, điều hòa đấy ạ, điều hòa còn mát rượi, mát lạnh vuốt tay luôn. Đèn đó không cháy một chiếc nào cả. Đấy, còi kêu rất là to, màn hình cam lùi, còi cam tích hợp trên gương này ạ. Trông rất là chất chơi. Lên xuống kính nhá. Đấy, rất nhẹ nhàng êm ái. Chưa một chút nào là kẹt kiếc cả. Cực kỳ. 23, 22. Tất cả trang thiết bị hoạt động cũng rất là ok luôn nhá. Khoang xe đấy rất là rộng rãi, sạch sẽ, trần lỉ nguyên bản theo xe. Rất sạch sẽ. Điều hòa mát, thân vỏ zin. Máy móc chất, màn hình cam lùi lên hết rồi. Bây giờ thì em mời quý anh chị và các bạn cùng em quên. Còn đây là cái gương kính cụ xe. Cụp đây ạ. Xe đây. Đây ạ. Cụp đây ạ. Tất cả đều nó nguyên bản nhé, không phải chế thêm. Cái này theo xe đã có rồi. Bây giờ em mời quý anh chị và các bạn kiểm tra, cùng em đi kiểm tra cái khoang máy nhé. Xe máy lổ, cái độ chất của xe, cái độ chất của máy nó đến đâu. Và ngay trên màn hình nhỏ của anh chị và các bạn là cái khoang máy của chiếc xe Toyota Vios bản E, sản xuất năm 2012 đấy ạ. Khoang máy đây. Rất sạch sẽ luôn này. Rất là sạch sẽ. Máy lổ đây ạ. Cực kỳ ổn định, không có một chút rung lắc nào cả. Máy lổ thì rất là êm luôn nhá. Ngoài tiếng máy lổ không có một chút tiếng động lạ nào cả. Máy lổ rất êm luôn. Ngoài tiếng động cơ ra thì không có một chút tiếng động lạ nào cả. Máy lổ cực kỳ chỉ tầm mùa xuân. Đây là phần lắp capo đây ạ. Ốc bản lề đây, chưa một lần tháo ra. Keo chỉ đây. Nguyên bản theo xe hết luôn. Logo hãng nhà sản xuất đấy ạ, Toyota. Rất là to này rồi. Đấy, rất là to đẹp này. Keo chỉ đây. Chưa mất một phân nào cả. Quý anh chị và các bạn nào quan tâm, quý anh chị và các bạn gọi ngay cho em qua số điện thoại là 0962 223 111, hoặc quý anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên. Em gửi ảnh và video chi tiết của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Quý anh chị và các bạn xem video của em, quý anh chị và các bạn cho em xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành ủng hộ em suốt thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của em.